Dạ mét 92. Trời, trời ơi 92. Xin lỗi em, chị sẽ qua nghía hàng trước. Đứng thôi muốn bằng rồi nè. Chào em. Dạ chào chị. Thiệt ra chị nói cho em nghe là chị đã từ lâu lắm rồi, chị ước mơ có một người bạn trai mà cao 1m85. Mà chị chưa gặp được ai hết. Anh cảm nhận em thế nào ạ? Anh thấy em cũng rất là dễ thương, cũng có công việc ổn định, chịu khó làm. Mà chiều cao hơi thấp chút xíu. Anh muốn chiều cao của bạn gái là bao nhiêu? Anh nghĩ phải trên 1m6. Vậy 1m55 thì được không ạ? Ngồi đi em trai. Tôi ngồi tôi nhìn lúc bên cao luôn vậy đó. Cao dữ lắm hả? Mời nhà gái giới thiệu về mình. Lần đầu tiên em xin chào chị Ngọc Lan, chú Quyền Linh, bạn Nam và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Vũ Thị Bích Nga, hiện tại em 27 tuổi. Em đang làm và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là trợ lý sale ạ. Một công việc đòi hỏi rất là nhiều thời gian, cũng như là đòi hỏi bạn phải có một cái sự năng động rất là nhiều. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào quý vị khán giả, tôi tên là Bùi Thế Tường. Thì năm nay tôi 30 tuổi. Công việc hiện tại của tôi là kinh doanh tự do, mua bán xe và làm nhà đất. Thì ngày xưa tôi cũng có làm bên hàng không, nhưng mà hiện tại đang dịch quá thì tôi đang tạm nghỉ. Hàng không hả? Dạ. Máy bay nào chở em nổi? Máy bay người ta trần có 2 mét, mét mấy à? Em mét mấy? Dạ mét 92. Trời ơi 92. Xin lỗi em, chị sẽ qua nghía hàng trước. Đứng thôi muốn bằng rồi nè. Chào em. Dạ chào chị. Thiệt ra chị nói cho em nghe là chị đã từ lâu lắm rồi, chị ước mơ có một người bạn trai mà cao 1m85. Mà chị chưa gặp được ai hết. Hôm nay chị gặp em nhưng mà em tới 92 lần chị. Em tới 92 lần đó, hơi vượt chuẩn của chị rồi. Thôi được rồi, để tôi làm mai cho chị rồi. Em ước mơ 1m85 đúng dạ. Không? Có một bạn 1m58, đẹp trai, cũng ngon lành. Để dành xài đi. Kỳ cục quá à. Trời ơi. Tại vì á, thầy nói rồi, con là phải đúng 185cm thì nó mới được. Đó. Rồi, để lên mua xíu, đôi dài xíu cho cũng hai, được nha. Cho mấy phân lên có gì đâu. Mời nhà gái cho nhà trai biết cái ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là em năng động, nhiệt tình. Hát hay nữa anh. Trời ơi. Hát hay nữa hả? Dễ thương nữa ha. Dạ. Hát ngang cái coi. Hát ngang bài coi hả? Đúng rồi. Hay không nè. Vậy em xin gửi tặng bài Rùa Con ạ. Rùa Con. Dạ. Bắt đầu. Nắng ban mai lung linh, rùa con nắng nắng ấm áp, khẽ vươn vai nhìn em rùa cô. Ngồi nhìn nó say mê, làm em nhớ anh khi làm quen, đến bên em chân tay cứ run. Thế nên em nuôi rùa cũng giống như nuôi anh này, kia khiến anh ngày xanh nắng. Rùa con không chịu ăn giống như anh dân, không cùng ngồi tám đêm khuya cùng em với chiếc phone. Là rùa con của anh, là rùa con của em, là tình yêu đôi lúc tuy hơi ngu ngơ nhưng đáng yêu. Ngày mai em sẽ thêm ta. Yêu cuộc sống của anh và rùa. Bài này ai sáng tác? Dạ hay mà. Hả? Hay mà. Hay thì rất rất là hay, rất là mà. Dễ thương nhưng mà nó lạ. Dạ. Hát kiểu mới hả? Không, có bài thì có ca sĩ hát luôn á. Thôi được, nghe cũng vui, nói chung là vui. Nay đã có nước giặt xả tròn 2 trong 1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Nè, bây giờ đáp lại coi, bên kia rùa con đúng không? Dạ. Hát rùa mẹ cho anh. Dạ. Hát rùa mẹ cho anh. Nào. 2, 3. Rùa mẹ sạch đi 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 đi, rùa mẹ sạch đi 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 đi, rùa cha sạch đi 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 đi. Cho tôi quýnh ông quá. Thấy à, nhà trai tôi cũng biết đối đáp đó chứ bộ. À, thấy chưa? Rất là dễ thương. Tuổi trẻ mới có những cái này nè. Bây giờ nhà gái điểm yếu có gì không? Về điểm yếu thì con có hay dễ tin người. Ừ. Rồi hay ôm đồm nhiều việc á. Ôm đồm? Dạ. Gì nữa? Nấu ăn không ngon nữa. Nấu ăn không ngon? Dạ. Gì nữa? Hơi nhát xíu. Cũng đâu nhát lắm đâu. Dạ, đây là mang hết tự tin lên đây luôn rồi đó. Không, vậy tôi tự tin vậy tốt đó. Dạ. Ok lắm á. Dạ, không có nhát đâu.
Rồi nhà trai ưu điểm khuyết điểm gì nói cho bà mối bà nghe coi. Dạ ưu điểm của mình là thích chơi thể thao, chịu khó làm việc, năng động. Còn khuyết điểm thì lâu lâu cũng có hay hút thuốc nhưng mà cũng đang bỏ dần rồi. Bỏ đi ha, thuốc không tốt đâu. Nhà em chắc phải làm lại cửa, đóng lại giường hết ha. Dạ đúng rồi, mớt mấy cái cửa. Nhà ngủ giường hết mấy. Nói chung là giờ ông nằm đại dưới đất lăn thôi chứ giường. Không có cái nệm nào dựa hết. Dạ trai mà dễ mà nằm đâu cũng ngủ được chứ. Giờ mà đi vô mấy nhà khác coi chừng cái cửa nha. Rồi cao xong nó 92 giữa trời. Này giờ chắc có thi net top mua đồ gì không? Dạ xưa có thi nhưng mà thấy không phù hợp nên nghỉ. Thôi vậy được rồi, nói chung là em là cao vậy là quá khổ rồi đó. Bên dạ. Mà nhà gái cao mét mấy vậy? Dạ dễ thương mà. Con cao 1m55 ạ. Nhiêu? 1m55. Nhưng mà nhìn rất là cao nha. 1m55 á hả? Một chút tôi tưởng tượng 1m55 đứng như 1m92 chưa mang dài nha. Mang dài lên nữa là mệt lắm á. Một chút nữa hứa với chị Ngọc Lan là sẽ ôm bạn gái vô trong lòng để coi tới đâu. Nha. Dạ. Nhưng mà cao quá thật ra là nó cũng nhiều khi gặp các cô gái cũng khó làm quen lắm nha. Dạ đúng. Đúng không? Dạ. Mấy mối tình rồi? Dạ ba. Cũng ba khá ghê ha. Mối mấy năm? Mối đầu mấy năm? Mối đầu 3 năm. Mối thứ hai? 2 năm. Mối thứ ba? 2 tháng. Sao nó nhỏ dần theo thời gian vậy? Mối thứ ba nó xuống dữ vậy trời? Xuống cấp dữ vậy em? Dạ. Lý do sao mà ba mối tình nó chia tay? Thì mấy mối tình đầu thì lúc mà còn đi học á, quen thời học sinh thì đâu có bền. Có mối thứ hai đâu phải học sinh đâu. Dạ, mối hai là sinh viên. Sinh viên cũng chia tay luôn, tại chia sao? Chia tay luôn. Tại vì đó, lúc đó thì công việc hai đứa cũng chưa ổn định như giờ này kia thì hai bên cũng lo đi làm kiếm tiền rồi không có quan tâm với nhau. Giờ ổn định chưa? Dạ giờ ổn rồi. À, ổn rồi mới lo. Giờ lo kiếm. Cho vợ con được chưa? Dạ được. Nè, bây giờ lắng nghe cái đường tình duyên của nhà gái này nha. Mình nói đi. Em thì em trải qua hai mối tình rồi. Mối tình thứ hai của em thì cũng được 1 năm. Do cả hai không hòa hợp, do thời gian của hai đứa cũng ít tiếp xúc á chị. Cho nên là dần dần nó bị cái tình cảm nó nhạt dần. Xong rồi hai đứa cũng quyết định chia tay luôn ạ. Bây giờ là mình đã sẵn sàng cho đúng một cái mối quan hệ mới chưa? Dạ đúng rồi chị. Rồi em nói luôn về cái tiêu chí chọn một cái người bạn trai của em là gì đi. Bạn trai của em thì em sẽ tiêu chí là cao. Em thích cao. Thừa. Dương xăng. Khỏi cần tiêu chí đó. Ngoại hình ưa nhìn chị. Tính cách thì em thích một bạn chững chạc ạ. Điềm tĩnh với lại biết suy nghĩ ạ. Rồi em không thích điều gì ở bạn trai? Em không thích con trai tính gia trưởng. Vậy thôi. Với lại không thích bừa bộn á chị. Nhà gái đưa ra tiêu chí đó, nhà trai thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm, nói cho nhà gái biết luôn. Dạ thì em thấy em đáp ứng đủ hết á. Đủ hết luôn hả? Dạ, đúng. Có bừa bộn không? Dạ, nhìn lịch sự không? Không lịch sự, ăn mặc lịch sự khác nhưng mà ở nhà đó, phòng ốc bừa bộn không? Dạ không. Đi đâu có vứt đó không? Dạ không. Rồi có gia trưởng không? Dạ không, người Sài Gòn mình đâu có ai gia trưởng nữa. Rồi bây giờ tiêu chí của mình nè. Tiêu chí của em về người bạn gái thì cũng có ngoại hình chút xíu. Biết dễ thương, cũng dễ thương. Dễ thương. Biết quan tâm lo lắng cho bạn trai. Hòa đồng vui tính. Bên nhà gái là tôi coi tôi thấy có duyên lắm á. Bên đây tôi thấy nhà trai tôi cũng chịu. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của em có thích giống ai không em trai? Nói chung thì bạn gái thì cũng hơi thấp nhưng mà mẫu hình lý tưởng thì mấy ca sĩ em thích Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà. Ngọc Hà cao quá. Thì cao cao vậy đứng vừa với em. Thật ra bên đây thì không có cao như chị Hồ Ngọc Hà nhưng mà về phần xinh đẹp thì không thua đâu nha. Xinh đẹp á. Bây giờ mình đi với ai đi? Bây giờ mình hỏi thăm người nhà đi. Cái nhà em bữa nay bận cho nên là không tham gia được ạ. Rồi không sao, có chị Ngọc Lan. Rồi còn bên nhà trai mình đi với ai cưng? Dạ em đi một mình luôn. Tại rồi, vì nhà sao. Cũng sợ bị cô vết lo. Có ông mai bà mối ở đây để làm cái gì? Bây giờ thôi kéo rào cho hai bên gặp mặt đi rồi bàn bạc rồi tính sau nha. Mở rào. Vô hàng. Hello em. Chào anh. Thì hôm nay anh đến đây cũng muốn làm quen với một người bạn gái nhưng mà thấy em cũng dễ thương thì anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn ạ. Mình đứng xích ra, mình đừng đứng gần, mình không biết nhục hay gì vậy. Thằng này con nó đứng xách xách chứ, không dám đứng gần thiệt. Đứng xách vô coi, công nhận nó hợp ghê ta. Hả?
Không biết là cái gu tụi em sao nha, nhưng gu của chị á, khi mà chị coi những cái bộ phim Hàn Quốc mà thấy các bạn diễn viên nam mà cao thì cao, các bạn diễn viên nữ mà thấp người lại, rồi cái ngã ôm trọn vô trong cái lòng ngực đó là chị thích lắm. Yeah. Thật ra chiều cao thấp không có quan trọng ở đây, mà quan trọng là chúng ta phải xét về tư tưởng có gặp nhau hay không nha, có duyên phận với nhau không. Thấy cảm nhận thế nào các bạn? Anh cảm nhận em thế nào ạ? Anh thấy em cũng rất là dễ thương, cũng có công việc ổn định, chịu khó làm, mà chiều cao hơi thấp chút xíu. Anh muốn chiều cao của bạn gái là bao nhiêu? Anh nghĩ phải trên 1m6. Vậy 1m55 thì được không ạ? 55 thì chắc em phải suy nghĩ lại rồi. Trả lời cái em bé không muốn hỏi cái gì nữa luôn. Thôi nghỉ chơi luôn. Nghỉ chơi luôn thiệt á. Quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào, các bạn trò chuyện với nhau? Trong tình yêu thì anh có hay ghen không ạ? Trong tình yêu thì nói chung đã quen nhau phải tin tưởng lẫn nhau. Anh cũng không hay ghen, nhưng mà có cái gì đó đừng có quá đáng được rồi. Còn em thì sao, em có hay ghen tu không? Tại vì công việc của anh cũng là kinh doanh tự do, anh hay đi đây đi đó nhiều. Anh không biết bạn gái mình có hay ghen cái chuyện đó hay không. Em thì em không phải là tuyết người hay ghen, nhưng mà nếu mà bạn trai hay có những cái lý do gì đó không chính đáng á thì em sẽ hỏi tới luôn. Anh thì một tuần anh hẹn hò như thế nào ạ? Thì những lúc nào rảnh thôi, những lúc nào hai đứa rảnh thôi, không cần phải bó buộc thời gian. Lúc nào hai đứa cảm thấy rảnh gặp nhau được thì gặp thôi. Công việc của anh có nhiều thời gian rảnh không? Thường là cuối tuần hay là như thế nào ạ? Hiện tại thì công việc của anh thì cũng thỉnh thoảng thì anh bận lắm, khủng hoảng cũng dư rất nhiều thời gian. Dạ. Nếu mà sắp xếp đi du lịch vẫn sắp xếp đi được, chứ không phải bị gò bó quá. Còn em thì công việc của em thì làm cái nghề đó thì chắc cũng cuối tuần mới rảnh được, cuối tuần mới rảnh thôi. Đúng rồi ạ. Thì công việc em là giờ hành chính á, thì buổi tối hoặc là cuối tuần thì em cũng rảnh. Dạ. Quan điểm khoảng bao lâu thì chúng ta có thể kết hôn với nhau? Theo anh thì quan điểm về hôn nhân nói chung mình quen nhau không phải là quen nhau 3-4 năm hay là 5 năm thì mới gọi là cưới. Có những người anh thấy nếu mà quen nhau ví dụ tầm 3-4 tháng, 5 tháng, nếu mà cảm thấy hợp thì vẫn cưới nhau bình thường. Có những người ta quen rất là lâu năm nhưng mà tới khi đám cưới người ta vẫn không có cưới được. Có những cái gì đó người ta không có đến với nhau được. Vậy khi nào thì anh cưới? Thì duyên tới thì anh cưới thôi. Chứ anh không có xác định trước bao lâu anh cưới đó. Cái duyên tới là anh cưới thôi. Còn em thì có muốn gấp rút gì không? Tại vì con gái thường 27-28 rồi đó thì cũng hơi. Thật ra thì cũng có, nhưng mà đúng người em sẽ cưới à? Đúng người em sẽ cưới à? Mà quan niệm của em là có phải quen nhau bao lâu, thời gian bao lâu không? Hay không ạ, không xác định là thời gian bao lâu. Chỉ cần hai đứa cảm thấy hòa hợp với lại cùng chung chí hướng á, thì sắp xếp công việc với lại hai bên gia đình. Thì anh thấy quan niệm của em cũng giống với bên anh. Thì ấy em cũng rất là dễ thương, có công việc ổn định. Nhưng mà cái chiều cao cho anh nó cũng hơi thấp chút xíu á. Đi guốc không được không? Đi guốc được, ok. Ok là sao ta? Là được đúng không? Bây giờ được thì được, không được thì thôi. Chứ không có phải là bên đây kêu là đi guốc không được. Không đi guốc cho chị. Không đi guốc cho chị. Đúng rồi, đâu phải lúc nào cũng phải đi guốc đâu. Đúng rồi, không đi guốc. Bạn trai hãy nói chút hết cái tình cảm của mình nãy giờ sau cuộc nói chuyện với bạn gái. Mình đang suy nghĩ gì và mong muốn điều gì đi. Không biết là bạn có cái tâm tư tình cảm nào ở trong cái vấn đề chiều cao của bạn này hay không. Thì bây giờ hai bạn đứng gần với nhau, nắm tay nhau, ôm nhau một cái để coi là cái cảm giác của mình nó như thế nào. Rồi chúng ta đi đến quyết định nha. Thì rồi nhìn tôi làm chi, trời ơi trời. Ôm vào một cái. Đó, dễ thương lắm luôn. Ôm vào hai cái. Chị thích vậy đó. Còn không biết là em có thích hay không thì chị không biết. Nói chung là tôi coi phim Hàn rồi tôi thích. Nói về cảm xúc của hai bạn hiện tại như thế nào, và có mong muốn cái người kia cho cái nhau cái cơ hội hay không. Đó, tự nói chuyện với nhau. Nhìn mặt nhau, đứng đối diện với nhau, cầm tay nhau, coi cái bàn tay này có phải là cái bàn tay mà mình đã đi tìm hay không, mình đang đi tìm hay không. Nắm tay nhau. Thì em với anh đến với chương trình này cũng là một cái duyên rồi. Em mong là sau chương trình hai đứa sẽ cùng ra về. Thì anh cũng tới chương trình này á, thì thứ nhất anh thấy em rất là hợp tính, cũng rất là dễ thương. Thì anh cũng mong mình cũng có thời gian tìm hiểu nhau. Nếu mà mình hợp nhau
thì mình đi đến cái bước xa hơn. Hay quá. Rồi chúng ta quay về chỗ và bấm nút. Ta đã trao đổi, giao lưu với nhau, mình có thể vui. Ai vậy? Rồi xong, chưa nói gì bấm luôn rồi. Chốt là được rồi, được. Chốt hả? Chốt luôn. Rồi, khỏi nói nữa, chốt. Nắm tay lên này. Chúc mừng. Đó, lại nắm tay luôn. Trời ơi, tôi thấy cái cặp này đẹp quá, tôi thích tụi quá. Tụi trẻ à, nó quyết định nhanh lắm, nắm tay nhau đi. Của tôi đó. Bây giờ chính thức ta đã hẹn hò với nhau. Bây giờ nhà gái đang theo dõi chương trình, em trai có thể thưa hai bác, thưa gia đình, tụi con xin phép tụi con tìm hiểu nhau rồi nếu được tụi con sẽ gì đó hứa với gia đình đi. Dạ thưa nha, bác trai bác gái. Giờ hôm nay con tới chương trình thì thứ nhất thì cũng quen được bạn Nga, cũng rất là dễ thương, biết quan tâm chăm sóc gia đình, với lại cũng có công việc ổn định thì con cảm thấy rất là vui. Con cũng xin chào hai bác. Hôm nay con đến chương trình và gặp anh... Anh gì? Anh Tường. Dạ. Đẹp trai, cao, chỉnh chạc. Con hy vọng là con cùng anh sẽ có một happy ending nữa.